Vitamin Plus tăng cường lưu thông máu và bảo vệ hệ thần kinh. Xin chào mừng quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình Sống Vui, chương trình được phát sóng trên kênh VTV2. Thưa quý vị, ngày hôm nay mời quý vị cùng theo dõi về một chủ đề, về một loại bệnh mà có thể nói hiện nay khá là phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Thiểu năng tuần hoàn máu não hay còn gọi là rối loạn tuần hoàn máu não là tình trạng mà oxy cung cấp cho não không đủ. Và tình trạng này có thể dẫn đến rất nhiều những biến chứng nguy hiểm. Tỷ lệ người bị bệnh cao nhất là người cao tuổi hoặc là những người sau tuổi 40. Tuy nhiên hiện nay thì có thể cho thấy là nhiều người trẻ tuổi cũng gặp phải tình trạng này. Nếu như chúng ta có thể biết được nguyên nhân thì chúng ta có thể đề phòng, hạn chế được bệnh hoặc là chúng ta có thể tránh được những biến chứng nguy hiểm của bệnh gây ra. Để tìm hiểu về vấn đề này, mời quý vị sẽ cùng theo dõi chương trình chúng tôi với sự tham gia của chuyên gia Vũ Văn Lực. Dạ vâng, xin kính chào quý vị khán giả, xin chào chị Thảo Vân. Ông Phú, ông sao đây? Sao lại ngồi xoa đầu thế kia? Bà vào bằng cách nào đấy? Tôi khóa nhà rồi mà. Cái ông này già rồi đãng trí hay sao ấy? Rõ ràng là tôi thấy cửa mở thì tôi mới vào đây. Chắc là ông quên không đóng cửa rồi. Cửa nhà ông không những không đóng mà lại còn mở toang như mời trộm vào đấy. Thế à bà? Có lẽ là tôi quên đấy. Hồi này tôi hay quên lắm. Vừa mới ăn xong mà cứ nghĩ là mình chưa ăn ấy. Đấy, nói thế lại nhớ, từ sáng đến giờ không biết mình đã ăn gì chưa. Mà hồi này tôi hay đau đầu, chóng mặt, mất ngủ kéo dài mà. Thế ông có thấy trong người mệt mỏi hay cáu giận không? Có. Các cháu vẫn bảo tôi là hồi này ông quặng quá. Thế thì ông bị rối loạn tuần hoàn máu não rồi. Biểu hiện này ấy, giống y như các triệu chứng trước đây của tôi bị rối loạn tuần hoàn máu não. Ông phải bảo con đưa đi khám ngay, để lâu là bệnh tình nguy hiểm lắm đấy. À, tôi cũng định đi khám. Nghe bà nói, sáng mai tôi đi khám ngay. Thưa chuyên gia, câu hỏi đầu tiên có lẽ rất nhiều người muốn biết đó là nguyên nhân nào dẫn đến cái tình trạng rối loạn tuần hoàn não, đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, rất là mệt mỏi ạ. Vâng, mời chuyên gia có thể lý giải ạ. Khi nói đến một cái bệnh cảnh là rối loạn tuần hoàn não, là bệnh cảnh mà có thể nói rằng là rất nhiều người mắc phải, nhất là những người cao tuổi, những người trung niên, và ngày nay thì tôi thấy rằng là có những bạn rất là trẻ cũng đã mắc cái chứng rối loạn tuần hoàn não. Thế thì chúng ta biết rằng cái não là một trong những cái tổ chức thần kinh rất là quan trọng, và não nó chỉ chiếm 1% trọng lượng cơ thể thôi, nhưng mà nó cần tới 20% cái lượng máu được bơm lên từ tim. Tức là nó đòi hỏi một cái lượng máu rất là lớn để cung cấp oxy và các chất dinh dưỡng cho não hoạt động. Thế thì nhất những rối loạn mà làm giảm cái lượng máu cấp lên não thì gọi là rối loạn tuần hoàn não, và có rất nhiều nguyên nhân gây ra. Ở đây tôi xin nêu ra những nguyên nhân chính. Tất cả những nguyên nhân mà làm tắc nghẽn hay là cản trở cái lượng máu cấp cho não thì đều gây ra tình trạng là rối loạn tuần hoàn não. Chẳng hạn như là bệnh xơ vữa mạch này, làm hẹp lòng mạch này, hay là các cái mảng xơ vữa nó ở một vị trí nào đó ở cơ thể nhưng mà nó di chuyển đến não, nó gây tắc nghẽn cái mạch não thì nó gây ra tình trạng là rối loạn tuần hoàn não. Hay như là cái bệnh cảnh là thoái hóa đốt sống cổ gây chèn ép vào hệ mạch sống nền, nó cũng gây ra tình trạng là rối loạn tuần hoàn não. Một số bệnh mãn tính như là bệnh thiếu máu này, hay là bệnh tim mạch này, bệnh tăng huyết áp này, thì nó đều gây ra bệnh cảnh là rối loạn tuần hoàn não. Bên cạnh những nguyên nhân chính như vậy thì nó có các cái bệnh cảnh, những cái yếu tố nguy cơ, chẳng hạn những người bị béo phì này, những người bị rối loạn chuyển hóa lipid máu này, hay là những người bị mắc cái bệnh tiểu đường này, những cái bệnh về Bardet-Biedl này, những cái bệnh đấy nó đều có thể là tổn thương các cái mạch máu và nó hậu quả là gây tình trạng là rối loạn tuần hoàn não. Hay những người mà bị căng thẳng kéo dài, nó đều có nguy cơ dẫn đến là dễ bị mắc rối loạn tuần hoàn não. Thì đấy là một số cái nguyên nhân và yếu tố nguy cơ gây ra tình trạng rối loạn tuần hoàn não. Vâng, thưa chuyên gia, rối loạn tuần hoàn não thì nó có những biểu hiện như thế nào ạ? Và nếu như cái tình trạng rối loạn tuần hoàn não và mất ngủ kéo dài thì nó sẽ gây những ảnh hưởng thế nào tới cuộc sống của chúng ta? Nó sẽ gây ra những hậu quả như thế nào ạ? Cái biểu hiện của rối loạn tuần hoàn não nó cũng khá là đa dạng. Ban đầu nó có thể có những, đầu tiên nó là cơn đau đầu. Đau đầu có thể có những người thì đau thành cơn, nhưng có người thì đau âm ỉ, đau suốt ngày này sang ngày khác. Thế rồi nó đau lan lên đỉnh đầu. Và có những người thì đau nửa đầu thôi, thì đấy là cái cơn đau đầu. Và sau đó là có những cái biểu hiện khác nữa như là hoa mắt này, chóng mặt này, chúng ta cảm giác như là chúng ta nhìn cái gì nó tối sầm lại này, hay như là nhìn những vật nó nhòa đi. Đấy.
Thế rồi mất thăng bằng. Đây là dấu hiệu mà có lẽ là khá là rõ, khá là điển hình của cái dấu loạn tuần hoàn não. Tức là chúng ta nhìn mọi vật nó như là bị nghiêng đi, rồi đổ đi. Thế rồi nó không dám đi lại, mà thậm chí phải nằm liệt trên giường bởi vì ta đi sợ là bị ngã. Thì đấy là cái dấu hiệu mà mất thăng bằng. Thế rồi có cả dấu hiệu mà chúng ta nhìn nó bị nhìn nó mờ đi này. Thế rồi người ta gọi là dấu hiệu liên quan đến mặt nhãn ấy, tức là nó nhìn mờ đi này. Thế rồi nhìn đôi này, thế rồi nhìn nó bị mờ sang hai bên đấy. Thế rồi có những cái dấu hiệu mà nó cũng rất là đặc trưng khác, như là chúng ta có cảm thấy chúng ta đi lại nó rất là khó khăn, yếu, rồi tê bì. Mặc dù là không có liệt nhé, không có liệt đâu, nhưng mà nó cảm giác chúng ta bị yếu cơ, người ta gọi là rối loạn vận động. Thế rồi rối loạn giấc ngủ, như là chúng ta có những người thì bị rối loạn tuần não, nó gây rối loạn giấc ngủ, như là rất là khó đi vào cái giấc ngủ này, và ngủ thì không sâu giấc này, rồi tỉnh giấc giữa đêm này. Và nhiều khi đã tỉnh giấc rồi thì rất là khó để ngủ trở lại. Nhiều người tôi gặp thì lại thấy rằng là ban ngày hay rất là buồn ngủ, thế nhưng mà khi đi ngủ, buổi tối đi ngủ thì lại không ngủ được. Đấy là rối loạn giấc ngủ. Và ngoài ra có những biểu hiện khác nữa, như là ủ tai này, nghe kém này, nôn này, buồn nôn. Thì đấy là những cái biểu hiện rất là đa dạng của cái bệnh rối loạn tuần hoàn não. Thế còn về hậu quả thì nếu như chúng ta không được đi khám sớm và điều trị kịp thời thì có thể nói rằng hậu quả của rối loạn tuần hoàn não nó gây ra rất nhiều hậu quả nặng nề. Đầu tiên đó là phải nói rằng nó đau, nó gây ra làm ảnh hưởng đến các cái sinh hoạt hàng ngày, ảnh hưởng đến lao động, ảnh hưởng đến làm việc. Thế rồi nó có thể gây suy giảm trí nhớ, mất sự tập trung. Cho nên là những người mà mắc cái rối loạn tuần hoàn não này cảm thấy là làm việc rất, nhất là làm việc trí óc ấy, rất là khó tập trung. Thế rồi những người mà không may mà đi ta bị mất thăng bằng chân, đi bị ngã thì có thể gây ra chấn thương và gây ra rất nhiều những cái chấn thương nặng nề trong cuộc sống. Thậm chí có những người mà bị ngã gây ra chấn thương sọ não, và thực tế đã gặp rồi. Thì đấy là những cái hậu quả có thể nói rất là nặng, và hậu quả nặng nề nhất của rối loạn tuần hoàn não đó phải nói đến đó là tình trạng đột quỵ do giảm lượng máu cung cấp cho não, cho nên có thể gây đột quỵ và gây ra tàn phế, rồi sống phụ thuộc, mà thậm chí là nặng nhất là tử vong. Thì đấy là những cái hậu quả nặng nề của cái bệnh cảnh rối loạn tuần hoàn não. Vâng, như vậy thì có thể thấy là những cái hậu quả mà chúng ta không thể hình dung nổi nếu như là để cái tình trạng này kéo dài, đúng không ạ? Có thể thấy là rối loạn tuần hoàn não là một cái tình trạng mà nó diễn biến rất là âm thầm. Thế nhưng cái hậu quả nó thì lại rất nghiêm trọng, như là chuyên gia vừa phân tích vừa chia sẻ đấy ạ. Vậy thì chuyên gia có thể chia sẻ với chúng tôi những cái cách nào hiệu quả để chúng ta có thể gọi là điều trị được và giải quyết được cái tình trạng rối loạn tuần hoàn não, đau đầu, mất ngủ, chóng mặt này không ạ? Nếu mà về nói về cái điều trị rối loạn tuần não thì cái bệnh cảnh như tôi đã nói, cái bệnh cảnh rối loạn tuần não thì nó là bệnh cảnh mà nhiều trường hợp nó kéo dài, nó mãn tính, nó kéo dài rất là nhiều năm, và điều trị nhiều khi cũng phải cần phải có thời gian, và nó hay rất là hay bị tái phát. Thế thì về điều trị rối loạn tuần não thì đầu tiên chúng ta phải điều trị cái triệu chứng để làm giảm nhanh chóng các cái triệu chứng khó chịu gây cho người bệnh. Chẳng hạn như là nếu chúng ta có đau đầu, chúng ta phải dùng thuốc giảm đau đầu ngay lập tức này. Thế rồi có hoa mắt chóng mặt, rồi mất thăng bằng, chúng ta phải điều trị ngay cái biểu hiện rối loạn về hoa mắt chóng mặt, rồi mất thăng bằng này. Thế đấy là cái điều trị về triệu chứng. Bên cạnh cái điều trị về triệu chứng thì chúng ta phải tìm nguyên nhân để điều trị nguyên nhân. Cái này cũng là một cái rất quan trọng, mà khi ta điều trị được nguyên nhân ấy, thì cơ bản các cái triệu chứng của rối loạn tuần hoàn não nó sẽ cải thiện. Ví dụ như chúng ta bị rối loạn tuần hoàn não do thoái hóa đốt sống cổ chẳng hạn, thì chúng ta thứ nhất chúng ta điều trị cái thoái hóa đốt sống cổ, và kết hợp với đó điều trị là tăng tưới máu não, tức là dùng những cái thuốc để tăng lưu thông máu. Hay là rối loạn tuần hoàn não mà do các cái bệnh cảnh như là xơ vữa mạch này, huyết khối động mạch cảnh này, thì chúng ta cũng phải điều trị các cái bệnh cảnh do các cái nguyên nhân gây ra. Hay như bị thiếu máu thì chúng ta phải cố gắng khám và điều trị, tìm cái nguyên nhân gây thiếu máu, chúng ta điều trị đầy đủ với cái bệnh cảnh về thiếu máu, thì đấy là điều trị nguyên nhân. Cái điều trị thứ ba đó là điều trị yếu tố nguy cơ, tức là những người bệnh mà mắc các cái yếu tố mà nguy cơ gây ra rối loạn tuần hoàn não, chúng ta phải điều trị cái bệnh cảnh gây ra yếu tố đó. Chẳng hạn như những người mà bị bệnh tiểu đường, chúng ta điều trị kiểm soát tốt cái đường huyết để làm giảm các nguy cơ gây ra tình trạng là rối loạn tuần hoàn não. Hay những người bị thừa cân béo phì này, rồi rối loạn chuyển hóa lipid máu, nó cũng có nguy cơ rất là cao dẫn đến tình trạng rối loạn tuần hoàn não, thì chúng ta điều trị những cái bệnh cảnh như vậy để làm giảm cái nguy cơ gây ra rối loạn tuần hoàn não. Đấy là điều trị các yếu tố nguy cơ. Và cái thứ tư đó là điều trị hỗ trợ, tức là bên cạnh điều trị triệu chứng, điều trị nguyên nhân, điều trị yếu tố nguy cơ, thì chúng ta điều trị hỗ trợ nó rất là quan trọng. Thì trong điều trị hỗ trợ này thì người ta sẽ quan tâm đến vấn đề chúng ta chế độ ăn uống phải đầy đủ vitamin và dưỡng chất này, rồi chế độ luyện tập thể thao này, rồi chế độ nghỉ ngơi này, và đặc biệt là chúng ta sử dụng các cái sản phẩm
hỗ trợ điều trị, trong đó có chứa thành phần như là zinc omega 3, rồi chứa cái vitamin nhóm B như là fuxin, thiamin, rồi vitamin B2, vitamin B6, rồi chứa cao blueberry, rồi chứa thành phần là choroitin xung phát. Thì đây là những cái thành phần mà giúp, thứ nhất là tăng lưu thông máu này, tăng tuần hoàn não này, cải thiện các cái triệu chứng của bệnh rối loạn tuần hoàn não như là đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ. Và nó còn có tác dụng là giảm đau trong cái bệnh cảnh do chèn ép dây thần kinh. Thế rồi giúp chống oxy hóa, chống lão hóa, là nó do nó có tác dụng là trung hòa gốc tự do. Thế rồi giúp một cái nữa đó là giúp tăng cái hoàn dịch cho khớp, giúp tăng cái tái tạo các cái sụn khớp của cái thành phần là choroitin, nó cải thiện các triệu chứng của bệnh cảnh là bị thoái hóa khớp gây ra. Thì đấy là bốn cái nhóm thành phần mà rất là quan trọng để giúp cho cải thiện các cái triệu chứng của cái bệnh rối loạn tuần hoàn não, cải thiện các cái triệu chứng, làm giảm các triệu chứng như là đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ do cái bệnh cảnh rối loạn tuần hoàn não gây ra. Thì trong các cái thành phần để hỗ trợ điều trị ấy, thì trong đó có cái ba cái thành phần rất là quan trọng, đó là cái zinc omega 3, rồi fuxin thiamin và cái cao blueberry. Thì ba cái thành phần này nó tác dụng hiệp đồng với nhau, nó mang lại cái hiệu quả vượt trội so với các sản phẩm mà chỉ có mỗi một thành phần là zinc omega 3. Vì thế mà khi mà ta sử dụng sản phẩm mà có chứa bộ ba là zinc omega 3, rồi cao blueberry, rồi fuxin thiamin, nó sẽ cải thiện rất là nhanh các cái triệu chứng của bệnh cảnh rối loạn tuần hoàn não như là đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, rồi mất ngủ, rồi suy giảm trí nhớ, rồi mất sự tập trung. Cho nên chúng ta phải sử dụng sản phẩm có chứa đủ ba cái thành phần như tôi vừa trình bày. Xin cảm ơn chuyên gia. Ai thế? Cứ vào đi, cửa không khóa đâu. Vâng. Dạo này ông có vẻ khỏe, tinh thần tốt hơn rồi đấy. Cửa giả là không có quên đóng nữa đâu. Thế bà trông thấy tôi khỏe à? Khỏe như U40 ý. Cũng nhờ bà. Hôm đấy bà giục tôi đi khám ngay. Hôm tôi đi khám, bác sĩ có bảo tôi là rối loạn tuần hoàn máu não. Bác sĩ kê đơn cho tôi viên uống Vinderman Plus, có chứa 4 thành phần là Ginkgo Biloba, Fusutiamin, tức tiền của vitamin B1, cao blueberry và chondroitin. Viên uống này cho hiệu quả cao, khắc phục tổn thương thần kinh, lên hiệu quả vượt trội hơn so với hoạt huyết thông thường bà. Tôi dùng được 2 tháng thì cũng hết đau đầu, chóng mặt và cũng không mất ngủ về đêm nữa. Tôi cảm thấy người minh mẫn và khỏe hơn, chắc sắp khỏe lại như trước rồi bà. Thế ngày trước bác sĩ cũng khuyên tôi dùng cái sản phẩm giống như của ông đấy. Công nhận hiệu quả tốt thật đấy. Bây giờ tôi vẫn đang dùng đều đặn hàng ngày để dự phòng các bệnh về kém lưu thông máu, rối loạn tuần hoàn máu não, rối loạn cả tiền đình nữa, mà đề phòng cả đột quỵ nữa đấy ông ạ. Bác sĩ khuyên tôi dùng kéo dài để tránh bệnh tái phát. Bà này, cái thuốc uống tốt thật đấy. Thế sang tuần ông đi tập nhảy với tôi được rồi chứ? Bây giờ hết chóng mặt, hết đau đầu rồi thì phải đi nhảy thôi chứ. Rồi, khỏe rồi. Sáng mai tôi bạn đi nhảy ngay. Rất vui được gặp lại chuyên gia. Vâng, thưa chuyên gia, chúng ta tiếp tục về cái chủ đề hôm qua. Thưa chuyên gia, hôm qua trong cái phần chia sẻ của mình thì chuyên gia có nhắc đến việc mà chúng ta sử dụng những viên uống có chứa những thành phần rất quan trọng, đó là Ginkgo Biloba, rồi Fuxin Thiamin, tức là tiền vitamin B1 đấy ạ, rồi cao blueberry và chondroitin. Tại sao bốn cái thành phần này lại có thể khắc phục một cách rất là tốt cái tình trạng rối loạn tuần hoàn máu não, gây những tình trạng như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, rất là mệt mỏi như vậy trong cuộc sống? Chuyên gia có thể chia sẻ kỹ hơn về bốn thành phần này và nó có gì khác so với những cái loại hoạt huyết thông thường khác ạ? Vâng, trong cái số trước thì tôi có nói về các cái thành phần trong cái điều trị hỗ trợ cái bệnh rối loạn tuần hoàn não. Trong đó có thành phần là zinc omega 3, các vitamin nhóm B, đặc biệt là cái fuxin thiamin, tức là tiền vitamin B1, rồi B2, B6, rồi cái thành phần cao blueberry và choroitin. Thì đấy là bốn nhóm thành phần rất là quan trọng trong cái sản phẩm mà giúp hỗ trợ điều trị cái chứng rối loạn tuần hoàn não. Thì tôi xin phân tích kỹ thêm về bốn cái nhóm thành phần, tại sao nó có tác dụng là để cải thiện rất là tốt cái chứng rối loạn tuần hoàn não. Thứ nhất là cái thành phần là zinc omega 3. Thì đây là một cái thành phần mà có thể nói rằng là được sử dụng rất là lâu dài và được chiết xuất từ cái cao bạch quả và được sử dụng phải nói rất là lâu đời trong y học. Và nó có tác dụng là gì? Là giãn các cái mạch máu ở ngoại vi, tức là các cái mạch máu mà ở vị xa ở cơ thể. Thế rồi giãn các cái mạch
mà do cái cơ chế nó vặn mạch. Khi mà giãn mạch như vậy thì nó sẽ làm tăng cái lưu thông máu, và đặc biệt là nó có thể làm cải thiện rất là tốt cái chứng rối loạn tuần hoàn não do tăng lưu thông máu lên não. Nhóm thành phần thứ hai cũng phải nói đến, đó là cái nhóm vitamin nhóm B, là cái fucosin thiamine này. Đây là một cái tiền vitamin B1, nó tác dụng rất là tốt, giúp tăng cái dẫn truyền sinh thần kinh, giúp tăng cái dinh dưỡng cho tế bào thần kinh này, thế rồi giúp bảo vệ các tế bào thần kinh. Nếu kết hợp với lại cái vitamin B2, B6 nữa thì nó sẽ có tác dụng là giúp rất là tốt, tác dụng rất là tốt trên những cái dây thần kinh ngoại vi, tức là dây thần kinh ở vị trí xa của cơ thể. Cho nên khi mà sử dụng kết hợp giữa fucosin thiamine, vitamin B2 và B6 thì nó sẽ giúp giảm đau, giảm tê bì này, và nhất là những cái đau do chèn ép dây thần kinh trong các cái bệnh cảnh như là thoái hóa khớp hay là đau do bị thoát vị đĩa đệm, thì nó đấy cải thiện cái triệu chứng đau do các bệnh cảnh gây ra. Cái nhóm thứ ba đó là cao với ovary, và nó có tác dụng là rất là tốt, là giúp trung hòa các gốc tự do. Thì chúng ta biết rằng cái gốc tự do ấy, là do được hình thành do chuyển hóa ở cơ thể, và khi chúng ta còn trẻ thì các cái chức năng của cơ thể nó còn tốt thì nó trung hòa rất là tốt các gốc tự do. Nhưng khi chúng ta bị lão hóa, trong những người cao tuổi, những người trung niên cao tuổi, hoặc là những người mắc một số cái bệnh cảnh, trong đó có bệnh cảnh là rối loạn tuần hoàn não, thì cái chức năng của một số cơ quan nó sẽ giảm đi, thì cái trung hòa gốc tự do nó sẽ kém, nó dẫn đến tình trạng là tăng cái gốc tự do trong cơ thể và gây ra một loạt cái bệnh lý. Và người ta thống kê được rằng có khoảng gần 100 cái bệnh lý liên quan đến do tăng gốc tự do gây ra. Nhưng tôi phải kể ra một số bệnh như là bệnh về thoái hóa các cái nhân xám trung ương này, rồi bệnh về rối loạn tuần hoàn não này, rồi bệnh về suy giảm trí nhớ này, sa sút trí tuệ này, Alzheimer này, thế rồi thoái hóa các cái điểm vàng vân vân. Thì những bệnh cảnh này do cái tăng cái gốc tự do gây ra. Thế thì cao blueberry này có tác dụng là giúp trung hòa cái gốc tự do, và vì thế nó cải thiện rất là nhiều, nó giảm được nguy cơ mắc cái bệnh do cái gốc tự do gây ra. Thế là cái nhóm thứ tư đó là cái choroitin, thì đây là một thành phần có trong rất nhiều các cái cơ quan tổ chức như là não này, rồi võng mạc mắt này, rồi da này, và nó có tác dụng là giúp cũng tăng cái chuyển hóa tế bào thần kinh và giúp tăng cái tái tạo của cái sụn khớp, tăng cái bôi trơn cho các cái diện khớp. Vì thế mà nó tác dụng rất là tốt đối với những người mà bị thoái hóa điểm vàng này, những người mà bị thoái hóa các cái đốt sống, thoái hóa khớp, thì nó tác dụng là làm giảm các triệu chứng đau nhức do các cái thoái hóa khớp gây ra. Như vậy khi chúng ta sử dụng một cái sản phẩm mà có chứa bốn nhóm thành phần như tôi vừa trình bày thì nó tác dụng rất là tốt, giúp cải thiện các cái triệu chứng của rối loạn tuần hoàn não này, cải thiện các cái chứng bệnh đau nhức do thoái hóa khớp gây ra này, rồi thậm chí nó cải thiện cả cái dấu hiệu là bị giảm thị lực gây ra. Cho nên là nó rất là tốt đối với những người bị rối loạn tuần hoàn não. Vitamin Plus như tôi đã vừa trình bày thì nó chứa bốn cái thành phần rất là quan trọng, thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả vượt trội so với những cái sản phẩm mà chỉ chứa mỗi thành phần là giúp tăng lưu thông máu, là cái Zincomio 3. Thế thì cái sản phẩm Vitamin Plus này thì nó chứa bốn thành phần và nó có tác dụng rất là tốt, giúp cải thiện các cái triệu chứng của bệnh rối loạn tuần hoàn não như là đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, và nó dự phòng được những cái bệnh cảnh do hậu quả của cái rối loạn tuần hoàn não gây ra, như là có thể dự phòng được cái tình trạng đột quỵ này. Cho nên là chúng ta sử dụng sản phẩm này thì nó sẽ mang lại rất là hiệu quả trong cái dự phòng cũng như là hỗ trợ điều trị cái rối loạn tuần hoàn não. Thưa chuyên gia, hiện nay trên thị trường ấy thì có khá nhiều sản phẩm để mà có thể cải thiện được cái tình trạng mất ngủ. Trong đó thì có cái sản phẩm Vitamin Plus của công ty dược phẩm Vinh Gia. Chuyên gia có đánh giá như thế nào về sản phẩm này ạ? Vitamin Plus của dược phẩm Vinh Gia thì như tôi được biết thì nó có chứa đầy đủ cái bốn cái nhóm thành phần như tôi vừa trình bày, là thứ nhất là cái chứa cái Zincomio 3, thứ hai là chứa cái nhóm vitamin nhóm B là cái fucosin thiamine, tức là tiền vitamin B1 đấy, và B2, B6, và chứa cái cao blueberry, rồi choroitin. Như vậy là chứa đầy đủ bốn nhóm thành phần mà tôi vừa trình bày, nó mang lại hiệu quả vượt trội so với những sản phẩm mà chỉ chứa mỗi cái Zincomio 3, để giúp cho cải thiện rất là tốt các cái triệu chứng của bệnh rối loạn tuần hoàn não như là đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, rồi mất ngủ này, và thậm chí nó còn giảm tê bì trong các bệnh cảnh của biến chứng của tiểu đường này, hay là đau nhức, hay là giảm các cái triệu chứng đau nhức do cái chèn ép dây thần kinh trong các bệnh về thoái hóa khớp hay là thoái vị đĩa đệm gây ra. Như vậy với cái sản phẩm Vitamin Plus này, chúng ta có thể đáp ứng đầy đủ các cái tiêu chí để hỗ trợ điều trị cũng như là dự phòng những bệnh cảnh
của rối loạn tuần hoàn não gây ra. Cái sản phẩm VNMN Plus thì ngoài chứa 40 nhóm thành phần rất là quan trọng, giúp cải thiện rất là tốt cái triệu chứng của bệnh là rối loạn tuần hoàn não ra ấy, thì cái sản phẩm này cũng có rất nhiều những cái điểm mà tôi phải lưu ý, đó là sản phẩm này đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, cho nên là chúng ta yên tâm sử dụng. Và cái thứ hai nữa, sản phẩm này cũng có rất là lâu đời trên thị trường, như tôi nhớ không nhầm là có trên 6 năm trên thị trường rồi và đã được rất là nhiều người bệnh tin cậy sử dụng, cho nên là tôi khuyên rằng chúng ta có thể yên tâm, cũng như là cho nên là cái sản phẩm này chúng ta có thể yên tâm sử dụng mà không lo lắng gì về cái hiệu quả cũng như là cái chất lượng của sản phẩm cả. 2 năm trước tôi thường xuyên bị đau đầu, tình trạng chóng mặt, mất ngủ về đêm, thì làm cho cái sức khỏe của tôi nó rất là bị ảnh hưởng, để nó khiến cho cái cơ thể của tôi nó bị vô cùng là mệt mỏi và hay cáu gắt. Thì khi đi khám thì tôi mới biết được là tôi bị mắc cái chứng bệnh là rối loạn tuần hoàn máu não. Tôi cũng đã dùng rất nhiều cái thuốc hoạt huyết, nhưng mà nó cũng chỉ gọi rằng là cái bệnh nó cũng chỉ đỡ được một thời gian thôi, sau đó thì nó lại tái phát. Thế thì nó cũng gọi là khiến để cho cái nó làm cho cái sinh hoạt của tôi nó bị đảo lộn lên, rồi cái sức khỏe của tôi nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thế thì cũng rất là may thì tôi cũng được một người bạn giới thiệu cho tôi cái sản phẩm VNMN Plus, có 4 cái chất. Cái chất thứ nhất đó là Fusu Thiamin, và cái thứ hai nữa đó là cái Ginkgo Biloba, cái thứ ba nữa là Cao Blueberry, cái thứ tư nữa đó là cái Chondroitin. Thì nó cũng giúp để lưu thông máu, giúp cho cái tuần hoàn máu não rất là tốt. Cho nên là cũng qua đó thì cái chứng đau đầu này, mất ngủ này, rồi là chóng mặt về đêm của tôi là được cải thiện rất là tốt. Tôi cũng vẫn cứ dùng đều đặn thường xuyên theo cái chỉ dẫn của bác sĩ, cho dù rằng là cái chứng bệnh đau đầu, mất ngủ, rồi là chóng mặt của tôi nó đã giảm rồi, thế nhưng mà tôi vẫn cứ dùng để nó phòng ngừa các cái bệnh về đột quỵ, rồi là các cái bệnh nguy hiểm khác. Rối loạn tuần hoàn máu não hay thiểu năng tuần hoàn máu não là tình trạng thiếu máu cung cấp cho não gây ra những triệu chứng đau đầu, chóng mặt, mất ngủ về đêm. Rối loạn tuần hoàn não thường gặp ở lứa tuổi trên 40 và người cao tuổi, nhưng ngày càng có dấu hiệu trẻ hóa. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn tuần hoàn não, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do suy giảm khả năng tuần hoàn và xơ vữa động mạch máu. Ngoài ra, một số nguyên nhân khác như do thiếu máu, bệnh tim, thoái hóa đốt sống cổ. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra những biến chứng vô cùng nguy hiểm như xuất huyết não, phù não, động kinh, đột quỵ. Vì vậy, để khắc phục hiệu quả tình trạng này, chúng ta cần không chỉ Ginkgo Biloba, mà tốt nhất cần bổ sung sản phẩm có chứa đủ 4 thành phần quan trọng là Ginkgo Biloba, tiền vitamin B1 tức Fusu Thiamin và Cao Blueberry Chondroitin, giúp tăng cường tuần hoàn máu não và bảo vệ hệ thần kinh, cải thiện hiệu quả các triệu chứng do rối loạn tuần hoàn máu não gây ra, cũng như phòng ngừa hiệu quả các nguy cơ gây đột quỵ, tai biến. Viên uống VNMN Plus giúp tăng cường lưu thông máu, bảo vệ hệ thần kinh, tốt cho người bị rối loạn tuần hoàn máu não, rối loạn tiền đình, giúp cải thiện đau đầu, chóng mặt, thiếu máu não, mất ngủ do rối loạn tuần hoàn máu gây ra. VNMN Plus còn hiệu quả cho tê bì chân tay, suy giảm trí nhớ, hồi phục sau tai biến. VNMN Plus chứa đủ 4 thành phần quan trọng là Fusu Thiamin, Chondroitin, Ginkgo Biloba và Cao Blueberry đã được chứng minh nên cho hiệu quả cao hơn các sản phẩm hoạt huyết thông thường khác. Hãy uống 2 đến 4 viên VNMN Plus mỗi ngày và dùng liên tục để đạt hiệu quả cao nhất. Thưa chuyên gia có thể tư vấn về cái cách sử dụng viên uống VNMN Plus có chứa những cái dưỡng chất quan trọng như là Fusu Thiamin, tức là tiền vitamin B1 đúng không ạ? Rồi Ginkgo Biloba, Cao Blueberry và Chondroitin như thế nào để cho hiệu quả, để cải thiện tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt. Và ngoài những tình trạng này thì viên uống này còn được khuyên dùng trong những cái tình trạng như nào đấy ạ? Trong những trường hợp như nào ạ? Như tôi vừa trình bày là cái ưu điểm vượt trội của cái sản phẩm VNMN Plus chứa 4 cái nhóm thành phần rất là quan trọng như vậy, thì nó có tác dụng rất là tốt đối với những người mà mắc cái chứng rối loạn tuần hoàn não, như là cải thiện cái triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, rồi mất ngủ,
rồi suy giảm trí nhớ, mất sự tập trung. Thì ngoài để hỗ trợ điều trị trong cái bệnh rối loạn tuần hoàn não ra ấy, thì cái Vinamin Plus còn được sử dụng trong một số bệnh cảnh khác nữa, như là những cái biến chứng thần kinh, bệnh tiểu đường. Chúng ta nếu như những người bị tiểu đường, bị tê bì này, bị đau rồi tê bì kiến bò này, thì chúng ta có thể sử dụng cái Vinamin Plus. Hay những người bị đau nhức trong cái thoái hóa đốt sống cổ hay thoái hóa đốt sống thắt lưng gây ra, do cái thoái hóa đốt sống đấy nó gây ra chèn ép vào các cái dây thần kinh, chèn ép vào các dây thần kinh nó gây ra đau nhức tê bì, thì cái Vinamin Plus này nó cũng tác dụng rất là tốt để giúp cải thiện các triệu chứng đau trong cái bệnh cảnh về thoái hóa khớp, thoái hóa đốt sống cổ, thoái hóa đốt sống thắt lưng, và hoặc là thoát vị đĩa đệm nó gây ra, thì chúng ta có thể sử dụng cái Vinamin Plus. Và tôi xin nói thêm rằng là nếu như chúng ta ở những người mà bị thoái hóa khớp này, thoái hóa các cái đốt sống cổ, đốt sống thắt lưng ấy, mà chúng ta có thể dùng thêm những sản phẩm là Vinamin Plus Cốt mà có chứa cái bộ ba là vitamin, có chứa bộ ba là canxi, vitamin D3 và MK7 nữa, thì khi mà phối hợp với Vinamin Plus thì nó tác dụng hiệp đồng với nhau, nó giúp cho xương chắc khỏe này, giúp cho giảm đau trong cái bệnh cảnh về thoái hóa khớp, và nó giúp cho cái nó giúp cho dự phòng những cái tình trạng thoái hóa khớp bị nặng hơn. Thế thì cái đối với cái bệnh cảnh mà thế cái Vinamin Plus còn được dùng trong cái bệnh cảnh như là bị tê bì trong cái bệnh về thoái hóa khớp như tôi đã vừa trình bày. Thế rồi những cái người mà bị suy giảm trí nhớ này, rồi những người mà hay quên này, thì chúng ta có thể sử dụng cái Vinamin Plus. Rồi những người mà bị mất ngủ, khó ngủ, khó ngủ về đêm hay là khó đi vào giấc ngủ, chúng ta sử dụng Vinamin Plus. Chứ còn về liều dùng thì chúng ta có thể là dùng cái liều thông thường là 2 viên mỗi ngày chia làm 2 lần, và chúng ta nên uống là sau bữa ăn, tức là trước ăn 1 giờ hoặc là sau ăn 2 giờ là được, là đạt yêu cầu. Và một cái điểm mà tôi xin lưu ý là cái sản phẩm Vinamin Plus thì bản thân nó chứa cái thành phần từ thảo dược, cho nên chúng ta phải sử dụng trong thời gian dài nó mới có hiệu quả. Tức là chúng ta dùng tối thiểu phải kéo dài phải 2 đến 3 tháng. Thậm chí là có những người phải sử dụng liên tục đến 6 tháng nó mới mang lại hiệu quả. Chứ nếu chúng ta chỉ dùng một thời gian ngắn mà chưa chắc nó đã mang lại hiệu quả đâu. Và song song với lại sử dụng Vinamin Plus nữa, chúng ta phải có chế độ ăn uống đầy đủ vitamin và dưỡng chất này. Rồi tăng cường luyện tập thể thao tùy theo cái lứa tuổi, tùy theo cái sở thích và tùy theo cái cơ địa của từng người, là sử dụng cái môn, chúng ta luyện tập cái môn nào đó cho nó phù hợp với lại từng người. Cho nên là cái luyện tập thể thao nó rất là quan trọng trong cái hỗ trợ điều trị và cái dự phòng cái bệnh nó tái phát. Cảm ơn chuyên gia rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, thật là may mắn khi mà bệnh nào thì cũng có thuốc đấy. Đấy cũng có lẽ là một cái vấn đề mà giúp cho cuộc sống chúng ta trở nên cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đúng không ạ? Cho nên khi chúng ta mà không may gặp phải vấn đề gì đó thì chúng ta cũng đừng quá lo lắng, bởi vì chúng ta có đội ngũ bác sĩ giỏi, chúng ta có thuốc, chúng ta có những sản phẩm để có thể hỗ trợ trong quá trình chúng ta điều trị. Nếu như quý vị và các bạn có những vấn đề quan tâm cần được giải đáp rõ hơn, hãy gọi điện cho chúng tôi qua số điện thoại 1900 1259 trong giờ hành chính, hoặc 0896 509 509. Chúng ta cũng có thể trao đổi qua hộp thư sốngkhoea@bacsitưvấn.vn hoặc trang web bacsitưvấn.vn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình của chúng tôi. Rất mong được gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại. Lời khuyên của chuyên gia cách khắc phục hiệu quả rối loạn tuần hoàn máu não, đau đầu, chóng mặt, mất ngủ: áp dụng chế độ ăn uống khoa học và đủ chất, tập luyện thể thao hàng ngày, tránh ngồi nhiều, đứng lâu, nằm sai tư thế, tránh thừa cân béo phì, điều trị tốt các bệnh mãn tính như huyết áp cao, mỡ máu, xơ vữa động mạch, thoái hóa xương khớp. Sử dụng hàng ngày sản phẩm Vinamin Plus chứa bộ 4 dưỡng chất Ginkgo Biloba, Fusutiamin tức tiến vitamin B1, Cao Blueberry và Chondroitin, nên lựa chọn sản phẩm được cấp phép của Bộ Y tế, phân phối bởi công ty uy tín và kiên trì sử dụng ít nhất từ 3 đến 6 tháng. Vinamin Plus tăng cường lưu thông máu và bảo vệ hệ thần kinh.